Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tự chữa lành nhiều bệnh nhờ ăn gạo lứt. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1956, hiện sinh sống ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã chữa lành bệnh thiếu máu cơ tim, sàn thận, sàn mật, dâng xơ tử cung, đau bao tử và đường ruột nhờ ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Và một ngày giữa năm 2005, chị bị lả đi và người nhà đưa chị vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện chị mang trong mình cùng lúc 6 chứng bệnh trên. Hành trình chiến đấu với bệnh tật bắt đầu, chị không biết chị đã mắc các chứng bệnh này từ lúc nào bởi vì chị không đi khám bệnh từ trước đó nhiều năm. Tuy nhiên, chị đã cố gắng chịu đựng các triệu chứng của các bệnh này khi chúng xuất hiện. Bệnh thiếu máu cơ tim luôn gây cho chị mệt, đi lên gác cũng mệt đến muốn xỉu. Đến đầu năm 2007, bệnh tim trở nặng, chị phải nhập viện, các bác sĩ khuyên chị nên mổ. Lịch mổ đã lên sẵn, chị sẽ mổ vào thứ hai. Nhưng trong nước tiểu của chị có nhiều bạch cầu nên lịch mổ giờ đến thứ tư. Lúc đó người chị xanh xao yếu ớt, bác sĩ bảo sao cô xanh thế và cũng lo ngại liệu có đủ sức để mổ không. Bản thân chị cũng lo lắng và người nhà cũng thế, không biết ca mổ có an toàn không trong khi người chị quá yếu. Trước đó chị đã nghe đến gạo lứt và thực dưỡng, chị nhờ chồng nấu cơm gạo lứt đem vào bệnh viện cho chị ăn. Hai vợ chồng bàn bạc nên đến nhờ tư vấn thêm từ các bác sĩ khác. Lúc đó chồng chị được phân phụ trách tạp chí Sổ tay Y học nên quen biết thân thiết với nhiều thầy thuốc và bác sĩ đầu ngành ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng chị đã nhờ một số người có chuyên môn cao và họ bảo không nên mổ. Chị và chồng chị đã suy nghĩ một hồi, rồi sau đó thì hai vợ chồng quyết định cuối cùng đưa ra là không mổ. Chị xin xuất viện về nhà để tiện cho chị trị theo thực dưỡng. Chị nhờ bác sĩ Lê Minh hướng dẫn chị ăn gạo lứt. Bác sĩ Lê Minh là người có những nghiên cứu về thực dưỡng và đã áp dụng thực dưỡng trong việc chữa bệnh. Gia đình chị xin thực dưỡng là thấy bác sĩ Lê Minh là một bác sĩ có tên tuổi và nghiên cứu thực dưỡng trên cơ sở khoa học. Bác sĩ Lê Minh có nhiều bài thực dưỡng đăng trên tạp chí Sổ tay Y học do chồng chị phụ trách lúc đó. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2007, chị bắt đầu ăn gạo lứt triệt để và uống thêm một số vị thuốc nam hỗ trợ tim do bác sĩ Lê Minh kê toa. Sạn thận thường làm chị đau từ sau thắt lưng lan tới bụng, thận trái nhiều sạn hơn. Nhiều đến độ ban đầu bác sĩ nghi là đa nang. Những bệnh như sạn mật, đau bao tử và đường ruột làm da vàng, mắt vàng, ăn khó tiêu, ói mửa. Ban đầu chị ăn 100% gạo lứt muối mè trong 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 21 đến 25 ngày. Chị nói ăn 100% gạo lứt muối mè trong nhiều tháng liên tục rất khó, thèm ăn dữ lắm, đến mức này chị phải ăn thêm rau củ. Chị nói sau một thời gian khoảng 2 tháng ăn gạo lứt, phản ứng thải độc xảy ra nhưng bắt đầu thải ra những hạt như hạt mụn khô, gây ngứa và kéo dài khoảng 2 tháng. Sau một thời gian, cân nặng của tôi tụt từ 56 còn 32kg, sụt tới 32kg là không còn sụt nữa. Khi sức khỏe ổn định, tôi tăng cân trở lại là một cách tự nhiên, bây giờ 42kg. Tôi cao 1m48 gần đây. Tôi khỏe, gầy, tuy nhiên mà vẫn khỏe, nội lực tràn trề. Trong thời gian đầu, đột nhiên trong lúc đang lao cầu thang, chị bụng rụng tay chân và té xuống. May mà cầu thang thấp nên không sao, lúc đầu là khó nhất. Hay đói nên khó vượt qua cám dỗ của những món ăn phi thực dưỡng. Trong tháng đầu tiên ăn gạo lứt, da mặt và mắt càng vàng nhiều hơn. Mẹ chị thấy vậy lo lắng cho chị rất nhiều. Nhưng đến tháng thứ 2 da bớt vàng, đến tháng thứ 3 càng bớt vàng nhiều hơn và sáng ra. Mẹ chị rất mừng nói rằng vậy là chị đã tìm đúng pháp điều trị rồi và cứ tiếp tục. Ăn gạo lứt cho đến tháng thứ 6 chị bắt đầu tiểu ra sạn từng viên nhỏ và kéo dài đến tháng thứ 12. Từ lúc chị ăn gạo lứt, các triệu chứng bệnh từ từ biến mất và sức khỏe hồi phục trở lại và chị cũng không đi khám bệnh lại cho đến thời gian gần đây. Cách đây 9 tháng chị bị bí tiểu vì một viên sỏi bằng ngón tay út rơi vào đường tiết niệu. Chị phải vào bệnh viện Bình Dân để mổ nội soi. Chị nói bị lại như vậy chắc là do trước đó chị ăn chay bên ngoài một thời gian. Thời gian đó chị hay đi du lịch với gia đình. Từ đó tới nay chị không dám ăn ở ngoài nữa, kể cả là trái cây. Cách đây một tháng chị đi khám tổng quát ở bệnh viện Bình Dân và bác sĩ bảo chị không còn bệnh nào cả. Chế độ ăn hiện tại của chị là khoảng 60% gạo lứt cộng với 40% rau củ hữu cơ. Cả gia đình của chị cũng ăn gạo lứt với chị nhưng ăn thêm một ít cá thịt. Nhà chị rất thích ăn gạo lứt Hương Nài, loại gạo đặc sản có màu trắng ngà từ giống lúa trồng 6 tháng của miền Nam. Cơm của gạo lứt Hương Nài thơm, dẻo và hơi mềm. Chị nói về tinh thần bây giờ vui vẻ an nhiên, tự tại, phấn chấn dễ vượt qua khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Trước đây thì ăn cá, ăn thịt làm cho cuộc sống nặng nề hay gây gổ. Bây giờ tập buông bỏ, nhịn được thì nhịn, thấy gia đình an bình hạnh phúc, con cái đạt được mong muốn của mình. Dễ thông cảm với nhiều người, thấy họ bệnh họ khổ, chị đều muốn giúp đỡ. Chị đang nấu cơm lứt cho một người quen đang mắc bệnh HP bao tử và ruột già. Tiên sinh bảo ăn một hạt trả vàng hạt, thì so ra những gì mình làm chỉ là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc mà thôi. Thấy người khác hạnh phúc, có sức khỏe và không đau đớn vì bệnh tật là chị cảm thấy vui. Đối với người không có duyên ăn được gạo lứt, chị lo lắng họ sẽ khổ vì bệnh tật. Chị nói thời nay người ta bệnh nhiều bởi vì họ ăn nhiều thịt, thực phẩm mang hóa chất, thực phẩm tinh chế.
thức ăn nhanh, trái cây quá nhiều, nước trái cây, cơm trắng, bệnh tật đi kèm khổ đau. Giờ muốn hạnh phúc quay về với thiên nhiên như quý thầy và tiên sinh Osawa nói. Trở về ăn thức ăn của loài người là hạt cóc, gạo lứt, đừng bị sập bẫy bởi thức ăn ngon miệng trên thị trường. Tiên sinh Osawa nói biết sống theo cảnh nghèo mới được hạnh phúc, sướng cái miệng là khổ cái thân. Ăn thực phẩm xấu mà không bệnh mới lạ, khi ăn thực dưỡng rồi mới nhận rõ những điều khổ đau này. Chị khuyên trước khi ăn theo thực dưỡng nên đọc các quyển sách như Thực dưỡng hồi xuân và sống thọ, phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa, đời người qua tướng mắt, ăn gạo lứt muối mè, nghệ thuật nấu ăn vui khỏe. Theo chị, thực dưỡng phù hợp với mọi người đều ăn thực dưỡng thì xã hội mình, đất nước mình sẽ tránh được bệnh tật, tai họa, tai nạn, các tệ nạn cho xã hội. Thức ăn quyết định con người mình, ăn thức ăn tốt thì máu mình sẽ tốt, ăn thức ăn xấu thì máu mình sẽ bẩn, trí tuệ không sáng, không phát triển được. Mọi người ý thức ăn thực dưỡng thì xã hội sẽ tốt lên, sức khỏe của người dân nâng cao, đóng góp được nhiều cho đất nước. Bác sĩ Lê Minh nói gạo lứt là thần dược và vô giá, nếu không ăn như xuống hiện tại thì cả thế giới cũng phải đau khổ, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Được hỏi thực dưỡng góp phần gì về an ninh xã hội, chị trả lời người thực dưỡng hiền hòa, không sân si, không trộm cắp. Người hung dữ là do máu họ dơ nên họ mới sân si như vậy. Nếu họ ăn quân bình máu trong lành thì khi làm việc gì, họ biết suy nghĩ, tránh được tai họa, tránh được tai nạn. Ăn thực phẩm xấu sẽ ảnh hưởng đến hành vi của mình. Tiên sinh Osawa nói không có con người xấu mà chỉ có thực phẩm xấu. Sao họ hung dữ quá, đâm chém nhau, kể cả đâm cha giết mẹ để chiếm đoạt tài sản, là do thức ăn xấu. Vụ xả súng gây thương vong lớn ở Las Vegas của Mỹ vào tuần trước chứng tỏ tên tội phạm này ăn nhiều thực phẩm thịnh âm như sô-cô-la, đường, sữa, nên người mới điên đảo như thế. Chị rất cẩn thận với những thực phẩm bán trên thị trường, rau củ sợ bị phun thuốc, thực phẩm đóng gói sợ chất bảo quản, chất phụ gia. Chị là cán bộ nghỉ hưu, chị tốt nghiệp nhạc viện chuyên ngành đàn tranh. Sau khi ra trường, chị được tuyển chọn về phục vụ trong ngành công an của Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách về nghệ thuật. Ban đầu chỉ là ban văn nghệ phục vụ cho các cơ quan trong ngành, nhưng sau đó ban phát triển thành đoàn cải lương trung hiếu. Từ đây đến cuối đời, chị một mực đi theo con đường thực dưỡng để được mạnh khỏe và sáng suốt. Chồng và con chị đều ủng hộ tinh thần này của chị. Ha ha ha, 问什么的说呵。